Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Mạnh Bonsai. Video này thì tôi với anh Hiệp sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn một số các cái tác phẩm, gọi là đây là hàng khủng luôn, của hợp tác xã hoa cây cảnh thị trấn hoa cây của hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long, có địa chỉ là xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, quý vị ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng lãm. Và đây là một tác phẩm xanh Nam Điền anh em nhé. Một tác phẩm này xanh nó đời đầu này, rất quý này, cái cây khoảng độ rất nhiều năm về trước rồi. Bạn nhìn cốt cây rất đẹp này, kể cả là về đường nét nghệ thuật này. Quá ghê gớm. Cây rất đẹp, đáng nghênh phòng. Chất liệu xanh Nam Điền. Cây đẹp lắm, chú quay chi tiết cẩn thận kỹ càng này các bác. Đây là rồi. Đi từ chi tiết này, từ đường bệ này. Cái này thì đẹp rồi, cái này thì quá chất rồi. Đẹp không? Đẹp. Quá là phê luôn chứ đúng không? Thật chi tiết trước sau trên dưới thân cảnh bệ, mặt trước mặt sau để gửi đến các bác. Hai cờ có một đôi mà đây là đâu một à bên kia một cây nữa. Đây một đôi, bên này một cây nữa này. Bạch Long Mã Hồi Kinh, Bạch Long Mã Hồi Kinh, cây quá to, quá chất. Đôi ngựa. À, ngựa kia đúng không? Đá hình con ngựa đúng không? Đấy là ngựa, trên là chú Long, là Bạch Long Mã Hồi Kinh. Đẹp không? Đặt đôi này, xứng tập. Cưỡi ngựa này, thi ở hiện đại. Đẹp phết đấy chứ nhỉ? Ông nào quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa này. Nó tạo dáng cũng được đấy. Này, thần đệ nó như thế này. Cái cảnh cốt cách nó phi phàm này, đường nét nghệ thuật thì nhiều anh em bảo có anh em cho anh em tiền cũng chả làm được. Làm cây mấy thế hệ. Bao tiền cặp này anh? Cứ quay chi tiết đi chứ để cho các bác ngắm được. Rồi vẫn cứ vừa tiền vừa quay mà. Cây này là 300 triệu một cặp. 150 triệu một cây. To lắm, những cây này phải dùng cẩu 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi là cẩu được rồi. Quá ghê gớm, quá khủng khiếp. Trăm năm mươi triệu người ta mua một cây có bán không anh? Một cây thì nó mất bộ nó cũng được. Sao cả nhưng nó đi đồng bộ. Cái cây này không cần phải đo đâu anh, to lắm, nhìn là biết rồi. Cây này thuộc là hàng đại bác rồi, quá khiếp rồi, cây đẹp dã man luôn, đẹp ghê gớm. Đây có cây to này, bà quay luôn đi anh. Quê cổ, già, cực chất luôn. Già già rồi.
hóa thạch hết rồi đúng không? Cây này chơi, cây này sân to. Cây này cách đây 20 năm về trước ký đá đã mất 30. 20 năm về trước. Thế nói chuyện gì người ta đang bảo bây giờ thế. Bây giờ năm 24 rồi. Bao tiền anh? Này giao lưu với anh em là 90 triệu. Thời gian không thể mua được. 90. Tiền còn có thể mua được chứ thời gian không thể mua được. Tiền người ta đi buôn tiền đấy anh. Anh em liên hệ với số điện. Đâu anh? Địa chỉ đấy à? Đứng sang bên kia. Nơi hội tụ và giao lưu đấy, những tác phẩm bonsai. Úi giời, hình như vừa thay biển mới anh. Thay biển mới. Bao nhiêu cây đẹp các ông, bao cây đẹp các ông không cho vào, ông cho hai cây xấu thế, chán lên được. Đấy. Được. Biển rất to, rất là hoành tráng. Hợp tác xã cây cảnh Thăng Long kính chào quý khách, Happy New Year. Nhưng mà phải làm hai mặt chứ anh. Hai mặt, mặt kia có ngô rồi nhưng mà chỉ hở. Thế thì ok anh. Đây có cây này bán luôn đi. Cây làm biển đấy, cây bạc phong hồi đầu đấy. Biểu hiện cái sự anh hùng, kiên nhẫn. Mặc dù là tuổi trẻ thì phong ba bão táp, nhưng sau khi nhận ra chính mình rồi, sau khi lấy vợ rồi là vẫn phải quay đầu. Nhận ra chính mình rồi và cũng quyết một lòng sẽ quay về. Thế chính quay về lại là sự thành công viên mãn nhất. Cái gì anh? Anh nói em nghe. Mà anh hỏi cái cây gì anh? Sao nói rành rè thế anh? Mấy chục anh? À lan hồ điệp à? Lan hồ điệp có cái hai lọ ở hai bên chỗ chợ gốm mới đúng không ạ? Đấy, vừa đăng đấy bán luôn đi. Hai cái gốm của nó là 8 triệu một chậu anh ạ. 8 triệu một chậu. Ơi. Em đăng lên có 4 triệu rồi. Ông ấy xem video mà. Dạ,